Chiều 11 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng ở huyện Đồng Phú. Trước cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Sang, 50 tuổi, cho ông Hứa Hoàng Ngọc, 48 tuổi, cùng ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Hồ Hoàng Phi, 64 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Trong lúc nhậu, ông Ngọc và ông Sang xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc loa kẹo kéo. Ông Ngọc vào trong nhà, lấy kéo, đâm vào người ông Sang, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ thấy nạn nhân nằm bất động chủ nhà và những người cùng ngồi nhậu đã đưa người đàn ông này đi cấp cứu do vết thương quá nặng ông sang đã tử vong trên đường tới bệnh viện